Thưa quý vị, ngày 28 tháng 6 năm 2023, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An xác nhận vừa tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ cha vợ giết con rể gây chấn động dư luận địa phương xảy ra tại ấp Năm, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Tuy nhiên, qua kết quả điều tra bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành xác định nghi phạm giết ông Nguyễn Văn Đầy, 54 tuổi, không phải là cụ Nguyễn Văn Khỉ, 83 tuổi, mà là bà Nguyễn Thị Hồng, 46 tuổi, là vợ của ông Nguyễn Văn Đầy. Cả ba người này cùng ngụ tại ấp Năm, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Theo hồ sơ ban đầu, sáng 26 tháng 6, bà Nguyễn Thị Hồng xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Đầy tại nhà riêng. Ông Đầy vào phòng lấy búa đi ra vực bà Hồng xuống đất, vứt cây búa cạnh bên, đè chặt bà Hồng và dọa giết. Thấy con gái gặp nguy hiểm, cụ ông Nguyễn Văn Khỉ, 83 tuổi, là cha ruột của bà Hồng, lấy cây búa đánh nhiều cái vào sau gáy ông Đầy, khiến ông này tử vong tại chỗ. Sau đó, ông Nguyễn Văn Khỉ đi đầu thú. Tuy nhiên, vụ án đã xuất hiện tình tiết vô cùng bất ngờ. Tiếp cận hiện trường để điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành phát hiện lời khai của cụ ông Nguyễn Văn Khỉ là giả tạo nhằm che giấu hành vi giết người của con gái mình. Đồng thời, công an còn chứng minh được khi xảy ra vụ việc, cụ ông Nguyễn Văn Khỉ không có mặt tại hiện trường. Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Hồng thừa nhận chính bà đã đánh chồng bằng búa dẫn đến tử vong. Nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình. Theo lời khai của bà Nguyễn Thị Hồng, sáng 26 tháng 6, ông Nguyễn Văn Đầy đem quần áo, hồ sơ bảo hiểm ra sân đốt cháy rụi. Sau đó, hai vợ chồng bà ẩu đả nhau trước sân. Lúc này, bà Hồng cầm cây búa đập trúng đầu ông Đầy, khiến ông tử vong tại chỗ. Theo cơ quan công an, lời khai của bà Hồng phù hợp với các chứng cứ, tình tiết có trong hồ sơ vụ án. Biết được vụ việc, cụ ông Nguyễn Văn Khỉ lo sợ trách nhiệm cho con gái trong lúc cháu ngoại còn nhỏ, nên bàn bạc rồi tự đến công an huyện Châu Thành tại tỉnh Long An nhận tội thay con gái về hành vi giết người. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.